Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Huỳnh Nhung TV. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một món ăn khá là quen thuộc. Đó là những trái bí nụ rất là non được hấp cách thủy, tạo nên một món ăn rất ngon, rất ngọt, cùng với sốt thịt băm đậm đà béo ngậy. Vậy bạn nào yêu thích món ăn này, xin hãy cùng vào bếp thực hiện ngay với mình nhé. Và để thực hiện được món ăn này, đầu tiên chúng ta hãy chuẩn bị 1 kg bí nụ còn non nhé. Và bí này sau khi mình mua ở ngoài chợ về đó, mình đã cắt đi cái phần đầu và cái phần cuốn rồi, và đã rửa lại thật sạch với nước muối nhiều lần sao cho đảm bảo vệ sinh, không còn bụi bẩn nữa nhé. Các bạn thấy đấy, những trái bí rất là non, tươi xanh, rất là ngọt, đúng không nào? Và ngoài cái phần bí nụ ra thì mình có chuẩn bị thêm là tỏi băm và hành tím băm. Tỏi với hành tím băm thì các bạn chuẩn bị cho mình tương đương mỗi thứ là 1 muỗng canh nhé. Bên cạnh đó thì mình có chuẩn bị là đường với lại muối và hạt nêm. Và ở đây là tương ớt nè, với lại có thêm nước tương nữa. Và mình chuẩn bị là 300g thịt băm nữa nhé. Rồi thì nguyên liệu cơ bản của mình chỉ có như vậy thôi nè, các bạn xem qua để tiện chuẩn bị nhé. Đầu tiên mình sẽ đi hấp cái phần bí non này nhé. Thì cái phần bí non này các bạn không hấp thì chúng ta cũng có thể là đem đi luộc được nè. Nhưng mà khi chúng ta luộc á, thì cái trái bí nó sẽ không còn được ngon với lại ngọt như là chúng ta hấp. Vậy cho nên là chúng ta sẽ hấp như thế này, hấp cách thủy thì cái độ ngọt của bí nó sẽ giữ lại, khi chúng ta ăn á, nó sẽ rất là ngon nha. Và trong thời gian chờ đợi mình hấp bí cho nó chín á, thì mình sẽ đi làm sốt thịt băm này nhé. Thì các bạn cũng bắt cái chảo lên, cho vào đây một ít dầu và cho hành với lại hành tím với lại tỏi vào để mình phi cho nó vàng lên, cho thơm lên nè. Cái phần hành tím và tỏi mình sẽ phi hết luôn nha, nhưng mình sẽ vớt ra để lát nữa mình rứa trên mặt đó cho nó thơm, và mình chỉ giữ lại một ít như thế này thôi nè. Và cái phần giữ lại này thì mình sẽ để thịt vào mà mình sấy luôn nha các bạn. Và mình sấy thịt cho đến khi nào chúng săn lại hết luôn. Khi chúng săn lại rồi thì mình tiến hành nêm nếm gia vị vào thôi. Và các bạn thấy thì nó đã săn lại rồi nè, mình sẽ cho vào đây hết là 1 muỗng canh nước tương luôn nè. Nước tương khi mà mình ớp vào nó sẽ rất là thơm luôn các bạn. Và tiếp tục thì mình sẽ cho nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng canh đường. Thì nói chung á, cái gia vị của mỗi gia đình với lại khẩu vị á, tùy vào cái khẩu vị của mỗi gia đình mà các bạn có thể nêm nếm sao cho vừa khẩu vị của mỗi gia đình thôi nha. Và 1 muỗng canh tương ớt mình sẽ bỏ vào đây hết luôn nhé. Tương ớt làm cho thịt đó của chúng ta nó có cái độ sánh kẹo lại rất là thơm luôn. Sau khi chúng ta đảo đều như thế này, gia vị thì đã thấm vào thịt hết rồi, chúng ta cho vào đây là 100ml nước nhé. Và như vậy chúng ta nấu cho đến khi nào chúng sệt kẹo lại và chúng chín là ok nha các bạn. Wow, bây giờ cái mùi nó rất là thơm luôn rồi đó các bạn. Thì trường hợp các bạn thích ăn hành nè, hoặc là thích tiêu nè, chúng ta có thể thêm vào nha, không nhất định là phải giống như cách của mình làm đâu nha các bạn. Để quay lại cái nồi bí hấp á, thì bây giờ mình dỡ ra xem á, các bạn dùng đũa thử như thế này nè. Khi mà đũa nó xuyên qua được cái trái bí non như thế này thì bí đã chín, và như vậy thì chúng ta tắt bếp mà gấp ra dĩa thôi nè. Rất là ngon, rất là tươi ngon luôn á. Các bạn thấy khi mà mình hấp á, cái chất ngọt trong cái trái bí nè, nó giữ lại, nó không khoa lỏng do mình luộc á. Khi mình luộc á thì nó sẽ tiết ra chất hết rồi, nó không ngọt bằng mình hấp nha. Và cái thời gian hấp bí cũng rất là nhanh thôi, mình hấp khoảng 15 phút thôi đó các bạn. Nói chung là bí hấp á, các bạn canh sao nó mềm nhưng không bị bở là được rồi. Đó, rất là ngon. Và đây, một dĩa bí non của mình hấp đã xong rồi nè. Rất là hấp dẫn phải không các bạn? Chúng rất là ngon luôn á, mình đảm bảo với các bạn đấy. Và cái bước cuối cùng của mình là gì? Mình chỉ cần xót thịt băm lên là có thể dùng được rồi nè. Thì cái món này á, mình có thể làm để ăn vặt cũng được nè.
hoặc là mình làm để cho gia đình nhâm nhi cuối tuần hoặc là cái dịp Tết sắp đến nè, để đổi bữa cho những cái buổi cơm gia đình thêm phong phú hơn, thì các bạn cũng có thể thay thế món bí nụ sốt thịt băm này thử nhé. Phần thịt băm thì mình đã rải đều lên rồi, tiếp theo thì mình sẽ cho phần hành tím với lại tỏi phi lúc nãy á, mình sẽ rải đều tiếp lên nữa để khi mà mình dùng á sẽ kích thích vị giác hơn nè. Và đây là thành phẩm của mình, món bí nụ sốt thịt băm của mình đã hoàn thành. Xin mời tất cả các bạn cùng xem qua. Và nếu như các bạn có cách nào làm với món bí nụ này nhanh hơn, ngon hơn, tiện hơn thì các bạn có thể để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nhé, để cho mọi người cùng tham khảo nè. Và bây giờ mình sẽ dùng thử và cảm nhận rằng nó có vừa miệng không nha. Như các bạn thấy đấy, trái bí được hấp còn rất là nguyên vẹn, nhưng khi chúng được bỏ vào miệng, cảm giác rất là mềm, rất là ngọt, rất là thơm ngon, kết hợp với sốt thịt băm béo ngậy, bùi bùi của thịt nè, mùi thơm của hành tím, tỏi phi, làm cho cái cảm giác rất là ngon, tuyệt vời, rất là khó tả. Và món này sau khi hoàn thành, chúng ta cũng có thể ăn với cơm trắng, hoặc là dùng để chiêu đãi bạn bè vào những cái dịp cuối tuần hoặc là lễ Tết, để cho ông xã mình nhâm nhi vài ba ly thì rất là tuyệt vời, rất là tiện. Món này tuy rất là đơn giản nhưng nó rất kích thích cái người ăn luôn các bạn. Và mình chúc cho tất cả các bạn làm thành công và ngon miệng với món bí nụ sốt thịt băm này nhé. Nếu các bạn thấy video hay hữu ích, các bạn hãy tặng mình một lượt like, một lượt đăng ký. Và đừng quên bấm vào biểu tượng cái chuông để có thể tiếp tục theo dõi những video mới nhất của mình nha. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nè.